Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 321 Lạc Tuyết không làm được, những người đang xếp thành hai hàng lập tức đứng thẳng lên. Tiếp đó, họ đều cúi người xuống một góc 90 độ với thái độ rất chân thành. Hoan nghênh cậu Dương đại giá Quang Lâm. Không chỉ có thế, các cô gái trẻ tuổi còn ưỡn cao ngực, phô bày dáng dấp ra hết sức có thể. Cậu Dương là cậu chủ của nhà họ Dương ở tỉnh đấy. Nếu lọt vào mắt xanh của hắn ta thì sẽ được một bước lên mây ngay audio điện tử võ tấn bền. Ừm, tốt. Dương Xuyên mỉm cười gật đầu với vẻ rất hài lòng. Cậu Dương vui là được rồi, nay cậu đến đây đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Lạc Viễn Hà cười ngoác miệng rồi vội vàng làm động tác tay mời. Cậu Dương, mời cậu vào. Xong, Dương Xuyên vẫn đứng im, sau đó ngẩng lên nhìn Lạc Tuyết với ý cười như có như không. Nhưng hình như có người không chào đón tôi lắm thì phải. Hả? tất cả mọi người không hẹn mà đều ngẩng lên nhìn về phía lạc tuyết. Cô nhíu mày lại, song không hề có ý định bước tới nịnh nọt dương xuyên. Lạc tuyết, cháu làm gì thế hả? Lạc viễn hà cao mày, lập tức có cớ để quát nạt lạc tuyết. Bình thường bác có thể chiều theo ý cháu, nhưng cậu dương đã đích thân đến đây, cháu không thể biết điều mà nghĩ cho gia tộc một chút sao. Lạc viễn hà vừa nói dứt câu, các nhân viên cũng bắt đầu nhỏ giọng hùa theo. Cô ta tưởng mình là ai mà dám vinh váo trước mặt cậu Dương thế kia? Ai biết được, chắc bình thường tác oai tác quái ở công ty quen rồi nên tưởng mình là con của ông trời đấy. Hư, đúng là loại không biết xấu hổ, nếu không phải người nhà họ lạc thì chắc bị tống cổ đi lâu rồi. Các nhân viên nói khá to nên lạc tuyết có thể nghe thấy rõ ràng. Mặt cô nóng ran, tay nắm chặt thành quyền, trong lòng thấy vừa tức giận vừa tủi thân. Dương Xuyên này chính là kẻ thù của cô lẽ nào cô phải nịnh nọt hắn ta chỉ vì thân phận cậu chủ nhà họ Dương? Lạc tuyết không làm được. Cô cắn răng, định quay người bỏ đi. Lúc này, Dương Xuyên lại lên tiếng. mươi 322, các người thật quá đáng. Các nhân viên nữ trẻ tuổi đều có vẻ hầm hực. Ánh mắt họ nhìn lạc tuyết chứa đầy vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Dựa vào đâu mà chuyện tốt trên đời đều rơi xuống người lạc tuyết vậy? Đến cậu Dương cũng quỳ dưới chân cô ư. Đúng là hồ ly tinh. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lạc Tuyết nhăn mặt lại. Tôi không rảnh. Qua câu nói đó, Lạc Tuyết đã tỏ rõ thái độ phản cảm với Dương Xuyên. Hay, cô Lạc nóng tính quá nhỉ, tôi không thích vậy đâu. Dương Xuyên mỉm cười rồi liếm môi, ý tứ đã rõ. Anh, Lạc Tuyết nghiến răng, nhưng vừa cất lời thì đã bị Lạc Viễn Hà cắt ngang. Lạc Tuyết, im miệng. Lạc Viễn Hà lạnh lùng nhìn cô rồi cất giọng phẫn nộ. Cậu Dương mời cháu đi ăn là vinh hạnh của cháu, cháu đừng không biết điều. Giờ bác lệnh cho cháu phải đi ăn với cậu Dương. Trước mặt Dương Xuyên, Lạc Viễn Hà đã lộ ra bộ mặt thật của mình. "Bác, cháu." Lạc Tuyết thầm thấy vô cùng uất ức, tay cô nắm chặt lại. Cô thật sự không ngờ bác cả của mình lại vô liêm sỉ đến vậy. Còn Dương Xuyên chỉ khoanh tay trước ngực như đang xem trò vui. "Lạc Tuyết, có nghe thấy bác nói không hả? Cho cháu 5 phút để chuẩn bị." hôm nay cháu không cần đi làm nữa hãy tiếp đón cậu dương cho tốt đây mới là việc chính lạc viễn hà cất giọng hờ hứng như thể coi lạc tuyết là gái bao tiểu tuyết tôi chờ cô ở đây nhé đừng để tôi chờ lâu tôi ghét nhất phải chờ đợi người khác đấy dương xuyên khoanh tay nói với vẻ sâu xa các người thật quá đáng lạc tuyết tức đến mức lồng ngực phập phồng mặt mũi đỏ gay nếu biết sẽ như thế này thì không bao giờ cô đồng ý quay lại công ty cả Lạc Viễn Hà và Dương Xuyên đều đang có ý đe dọa cô. chương 323, là, là mày, trông thấy sở bắc, Lạc Viễn Hà lập tức cau mày. Hôm qua, ông ta bị ép xin lỗi Lạc Tuyết nên đến giờ vẫn chưa hết bực. Dương Xuyên khẽ hừ một tiếng, cũng thấy ngạc nhiên khi sở bắc lại xuất hiện ở đây. Các nhân viên thì ngẩn ra rồi bắt đầu có vẻ coi thường. Họ nghe nói cô hai nhà họ Lạc không chồng mà chửa, sau đó đã gả cho một tên vô dụng xem ra cái danh vô dụng ấy đúng là thật rồi. Ông vừa bắt tiểu tuyết làm gì đấy? Mặt sở bắc lạnh tanh, anh dừng bước rồi hờ hững nhìn Lạc Viễn Hà. Hừ, sở bắc, đây là công ty, chứ không phải nơi để cậu dở thói côn đồ, biến ngay. Lạc Viễn Hà nghiến răng, mặt ông ta xám xịt khi bị sở bắc chất vất trước mặt mọi người. Xin lỗi đi, sở bắc bình thản nói. Cậu bảo tôi xin lỗi ư, cậu là cái thá gì hả? Tôi, bụp, Lạc Viễn Hà thẹn quá hóa giận, xong còn chưa kịp nói xin lỗi thì đã thấy chân mình mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Ông ta quỳ xuống đất. Hả? Thấy thế, mọi người đều nghệt mặt ra. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn Lạc Viễn Hà với vẻ khó hiểu. Sao tự nhiên ông ta lại quỳ xuống? Đến Dương Xuyên đứng gần Lạc Viễn Hà nhất cũng chưa phản ứng lại kịp. Úi! Tự nhiên quỳ mạnh xuống đất, khiến đầu gối của Lạc Viễn Hà đau điếng. Ông ta chỉ thấy chân mình đau nhói. Đến ông ta cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại quỳ xuống. Xin lỗi đi, tôi không muốn phải nhắc lại lần nữa đâu. Chương 324 biến mất luôn ư? Rốt cuộc Sở Bắc đã làm gì vậy? Tại sao anh có thể dễ dàng bắt Lạc Viễn Hà xin lỗi cô như thế? Biến đi, tôi không muốn thấy lần sau nữa đâu đấy. Sở Bắc cất bước rồi gõ cây gậy xuống đất. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên ngay sau đó Lạc Viễn Hà đã kêu gào đau đớn. Chân ông ta như bị một ngọn núi đè lên, gần như lún xuống sàn nhà rồi. Lạc Viễn Hà run rẩy, đau đến mức toát mồ hôi. Khi ông ta đứng dậy thì thấy chỗ mình vừa quỳ đúng là lún xuống như cái hố thật. Gạch lát sàn vỡ vụn, còn lờ mờ nhìn thấy vết máu. Chỉ nhìn thôi mà mọi người cũng thấy ra đầu tê dại. Sau đó, họ chỉ thấy Lạc Viễn Hà tập tính run rẩy bỏ đi với vết máu kéo dài mọi người vô thức nuốt nước miếng chỉ thấy lưng mình lạnh toát nhưng hình như sở bắc không làm gì mà tại sao lạc viễn hà lại vật vã như vậy thật là đáng sợ sở bắc anh lạc tuyết nhìn sở bắc với vẻ phức tạp nhưng sở bắc lắc đầu không nói gì sau đó anh nhìn về phía dương xuyên đến lượt anh ban nãy anh định làm gì sở bắc cất giọng rất bình thản nhưng dương xuyên nghe xong lại thấy tim mình đập như đánh trống tôi chỉ muốn mời cô Lạc đi ăn bữa cơm thôi, sao vậy? Lẽ nào chuyện này cũng phải xin phép anh sao? Dương Xuyên hít mắt lại, tỏ khí thế quyết không nhượng bộ. Thật thế không? Sở Bắc ngẩng đầu lên rồi nở một cụ cười kỳ lạ. Tốt nhất anh hãy bỏ ý nghĩ ấy đi, không tôi sẽ cho nhà họ Dương biến mất luôn đấy. Trường 325 cảm giác này này khiến hắn ta rất không phục. Sở bắc ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt Dương Xuyên. Quỳnh! khi ấy dương xuyên chợt thấy như có cả núi thi thể đang gào thét trong mắt sở bắc đôi mắt vô hồn như chất cả đống xương khô như có thứ gì đó đang gào thét vào vùng vẫy muốn lôi hắn ta vào trong loạng choạng dương xuyên trợn tròn mắt rồi liên tục lùi lại thoáng cái chán hắn ta đã mướt mồ hôi gương mặt hắn ta tái nhợt hít thở cũng trở nên khó nhọc anh anh dương xuyên chỉ vào sở bắc nhưng ấp úng mãi không nói nên câu sở bắc này quá đáng sợ. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Nhớ lấy, không phải tôi không dám giết anh, mà là do anh vẫn còn một chút giá trị sử dụng thôi. Sở bắc cất giọng bình tĩnh nhưng lại có sức ảnh hưởng như sấm sét, khiến đầu Dương Xuyên như muốn nổ tung. Cả nhà họ Dương cũng vậy. Mặt Dương Xuyên lập tức trắng như tờ giấy. Vẫn còn một chút giá trị sử dụng ư. Cả nhà họ Dương sao? Dương Xuyên lẩm bẩm nhưng chỉ thấy toàn thân mình lạnh toát ban đầu hắn ta cứ tưởng mình là sói còn sở bắc là dê nhưng bây giờ xem ra hai vế phải đổi chỗ cho nhau mới đúng thậm chí hắn ta còn có thể trở thành miếng thịt béo trong miệng sở bắc bất cứ lúc nào cảm giác này này khiến hắn ta rất không phục biến tự thu xếp ổn thỏa đi dứt lời sở bắc quay đi dương xuyên cắn răng dù thấy không cam tâm nhưng nhất thời không dám phản bác được Dương Xuyên gần giọng nói ra câu đó với vẻ dữ tợn. Sở Bắc, hẹn gặp lại ở buổi đấu thầu, để tôi xem đến lúc đó, anh còn mạnh miệng được nữa không? Audio điện tử võ tấn bền chương 326, không cần giải thích, anh tin em. Đến Lạc Tuyết cũng vậy. Sở Bắc chẳng những có thể bắt Lạc Viễn Hà quỳ xuống một cách kỳ lạ. Mà còn có thể dọa cho Dương Xuyên sợ chạy mất dép chỉ với mấy câu nói. Chuyện này, đúng là khó tin. Vừa nãy có người nói xấu tiểu tuyết đúng không? Sở bắc lia mắt nhìn một vòng với ánh mắt vô hồn sâu như vực thẳm. Các nhân viên lập tức cúi đầu. Không ai dám nói một câu nào. Đến Dương Xuyên và Lạc Viễn Hà còn bị sở bắc này hành cho ra bã nữa là bọn họ. Họ đang thấy rất hối hận với mấy câu huyên thuyên ban nãy. Nhớ sở bắc mà nổi giận thì. Tương tự, tôi không muốn thấy có lần sau nữa đâu sở bác đã thể hiện ý tứ rất rõ ràng. Sứt lời, anh cất bước đi về phía lạc tuyết. Sở bác, anh. Lạc tuyết định thần lại, vừa định lên tiếng thì đã bị sở bác giành nói trước. Đi thôi, lên trên đã rồi nói. Nói xong, anh đi lên tầng trên trước. Lạc tuyết thở dài một hơi rồi đi theo. Sở bác, sao bỗng dưng anh lại đến đây? Tôi không biết hôm nay lại có chuyện này. Lạc tuyết nhìn sở bác ở phía đối diện trong phòng làm việc rồi lên tiếng giải thích. Sở Bắc cười nói, không cần giải thích, anh tin em. Anh chỉ không tin Lạc Viễn Hà và Lạc Vinh Quang thôi. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết ngẩn ra. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ phản bác lại. Nhưng bây giờ thì chỉ biết im lặng. Vì Sở Bắc nói đúng. "Sở Bắc, anh có thể hiểu cho tôi đúng không?" Chương 327 đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. "Được." Sở Bắc khẽ gật đầu. "Anh không vội." vì anh biết không lâu nữa, Lạc Tuyết sẽ bị người nhà họ Lạc gây tổn thương thôi. Sau đó, cô sẽ hoàn toàn buông bỏ họ. Mấy ngày qua, tình hình cổ phiếu của nhà họ Lưu có biến động rất lớn. Chẳng dễ gì Tân Hải mới có ngày bình yên. Mỗi ngày, Sở Bắc đều đưa đón con gái đi học, còn Lạc Tuyết thì vẫn đến công ty làm việc. Lý do là vì buổi đấu thầu lớn sắp diễn ra rồi. Hạng mục cả trăm tỷ đủ để thay đổi cục diện của Tân Hải không chỉ có Tân Hải, mà các thế lực khác bên ngoài cũng đang nhòm ngó. Nhưng các gia tộc tài chính từ nhỏ đến lớn ở Tân Hải đâu cho họ cơ hội. Đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Chỉ đợi đến hôm đó để kéo tới. Ba ngày sau, vào một ngày mát mẻ. Sở Bắc đưa con gái đi học xong thì không về nhà ngay. Anh chống cây gậy trúc đi lên chiếc Audi ở bên đường. Cậu Sở. Long Tam ngồi ở ghế lái lễ phép chào hỏi dù là đại ca của giới xã hội đen ở Tân Hải, nhưng gã vẫn phải ngoan như cún trước mặt sở bắc. Xong việc chưa? Sở bắc dựa lưng vào ghế rồi cất giọng hỏi. Xong rồi à? Long Tam vội gật đầu nói, chuyến bay của Vương Khôn đã hạ cánh rồi, tôi đã cho người đi đón. Hơn nữa, chú Khôn còn quyết định mở tiệc ở Tụ Hiền Lâu để mời các ông bạn già, cậu thấy. Tụ Hiền Lâu à, náo nhiệt thế thì tôi phải đến xem sao rồi chương 328 núi Kỳ Hoàng. Từ lúc chú khôn rời đi đến nay, có mấy ai ở Tân Hải có thể khiến Long Tam phải khúm núm vậy chứ? Cậu sở, mời cậu ngồi. Long Tam mời sở bác vào phòng nghỉ rồi đích thân chạy đi pha trà. Sau đó, gã mới liếc nhìn tên đàn em đứng sau lưng mình. Tiểu lục nói sao, đã đón được vương khôn chưa? Người đó ngẩn ra với vẻ mặt kỳ lạ. Đón được rồi ạ, à, nhưng chú khôn bảo phải đến núi Kỳ Hoàng trước đã. Cái gì? Tự dưng đến đó làm gì?" Long Tam lập tức nhăn mặt lại. Như thể nghĩ ra điều gì đó, gã lại cười trừ rồi tiến lại gần Sở Bắc. "Cậu Sở, Vương Khôn đến núi Kỳ Hoàng chắc để tìm Mạc Thư Vân đấy." Ông ấy với Mạc Thư Vân hợp nhau lắm, mà Mạc Thư Vân này thì hơi khó đối phó. Ai ngờ, Sở Bắc không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ bình thản nhấp một ngụm trà. "Ừm, kệ ông ta đi đâu thì đi." "Hả?" long tam cười xòa rồi không nói gì nữa mạc thư vân không dễ đối phó như vương khôn đâu nếu hai lão già này bắt tay với nhau thì rách việc rồi đây ha ha anh vương lâu lắm mới gặp lại hôm nay anh em mình phải uống một trận ra trò nhé núi kỳ hoàng biết tin vương khôn đến mạc thư vân vui mừng rồi đích thân đi đón tôi đã trực tiếp đi gửi thư mời nhưng không thấy cậu em mạc có hồi âm gì hay coi thường ông anh này rồi mươi 329, lẽ nào anh nghi, đến tụ hiền lâu ư? Nghe thấy thế, Mạc Thư Vân hơi cau mày. Trước đó, thần tướng Trấn Quốc đã có lệnh, cả đời này ông ta không được rời khỏi núi kỳ hoàng này nửa bước. Giờ mới được nửa tháng, ông ta có đi được không? Sao thế, chú khinh tiệc rượu của tôi à? Hay không dám đi? Vương khôn hít mắt lại rồi bắt đầu cất giọng khích bác, Mạc Thư Vân lập tức đứng ngồi không yên. Ai không dám, Đi uống rượu thôi chứ gì, đi." Mạc Thư Vân cắn răng rồi ngồi vào trong xe của Vương Khôn. "Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, có gì ghê gớm đâu." "Không lẽ thần tướng trấn quốc rảnh đến mức theo dõi từng đường đi nước bước của ông ta chắc?" Ra rồi mà vẫn sĩ diện phết. Vương Khôn khẽ cười một tiếng, sau khi lên xe, mặt ông ta lập tức nghiêm lại. "Chú Mạc này, lần này tôi về đây là có việc phải làm." Mạc Thư Vân ngẩn ra, chuyện gì quan trọng mà anh phải cất công đi thế? Gọi cho Long Tam một cuộc điện thoại là xong chứ gì? Vương Khôn lắc đầu, ánh mắt lóe sáng. Cháu tôi mất rồi, tối qua tôi mà không sai người đi điều tra thì Long Tam vẫn định giấu tôi tiếp. Sao cơ? Mạc Thư Vân nghẹn họng rồi như nghĩ ra điều gì đó. Lẽ nào anh nghi? Ngày xưa, tôi không yên tâm về Long Tam nên mới bảo tiểu hổ ở lại, không ngờ Vương Khôn thở dài một hơi. Thảo nào! chương 330, mọi người đến đủ hết chưa? Khi nhắc đến Long Hổ Môn, hầu hết mọi người chỉ biết tới Long Tam. Nhưng nếu quay lại 5 năm trước thì cái tên chú Khôn khéo còn nổi hơn cả Chu Minh Hạo bây giờ. Vương Khôn không những là một trong những người sáng lập ra Long Hổ Môn, mà còn là người đưa môn phái lên một tầm cao mới. Bất kể là danh tiếng hay tiền bạc, đều không thua gì các gia tộc hàng đầu. Đến gia chủ của các gia tộc lớn cũng phải khép nép chào ông ta một tiếng là chú khôn. Có thể nói từ chú khôn như ông trời của Tân Hải, khiến ai nghe cũng phải thấy sợ. Nếu Long Hổ môn mà là một thế lực chân chính thì đã làm bá chủ ở Tân Hải rồi. Nhưng một nhân vật truyền kỳ như thế lại đột ngột rút lui vào 5 năm, năm trước. Thậm chí, ông ta còn rời Tân Hải đến tỉnh sống mai danh ẩn tích. Cho đến hôm nay, ông ta mới bất chợt quay về. Còn chưa về đến nơi, nhưng ông ta đã mời các lão quái vật cũ của tân hải đến tụ hiền lâu rồi người tinh ý sẽ biết lý do là gì ngay trác phương khôn định có hành động lớn gì đó đây mọi người đến đủ hết chưa thấy long tam bước vào sở bắc đang ngồi trong phòng nghỉ chợt đứng dậy rồi cười hỏi cậu sở họ đến hết rồi long tam lễ phép trả lời chán đã dịn đầy mồ hôi chú khôn toàn mời các nguyên lão cố của long hổ môn có khá nhiều người đã nghỉ tay gác kiếm lâu rồi, nhưng không ngờ hôm nay vẫn đến đông đủ. Long Tam thấy rất bất ngờ với điều này. Dù các lão quái vật kia đã rút lui nhiều năm nhưng tầm ảnh hưởng vẫn rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 331 đúng là chẳng ra làm sao. Cậu Lôi, sao cậu lại đến đây? Long Tam thấy hơi bất ngờ, giờ này lẽ ra tên kia phải đang ăn chơi đàn đúm bên ngoài mới phải chứ. Sao lẽ nào tôi không được đến đây à cậu lôi trợn mắt lườm long tam rồi mới liếc sang sở bắc úi trà hóa ra tôi nói đúng à thằng này mù thật nè long tam mau bảo nó tránh ra làm mất thời gian của tôi thì nó không chịu trách nhiệm được đâu cậu lôi khoanh tay trước ngực rồi cất giọng rất khó nghe long tam cau mày cảm thấy rất bực mình nhưng không chờ gã lên tiếng thì cậu lôi kia đã mất kiên nhẫn ơ ờ, hay thằng kia mày còn điếc nữa à mau tránh ra cho tao. Nói rồi, cậu lôi sấn tới, định đẩy người sở bắc. Cảnh tượng này khiến Long Tam sợ mất mật. Gã vừa định ngăn cản thì phát hiện sở bắc bị đẩy thì vẫn đứng im. Còn người đẩy là cậu lôi thì lảo đảo lùi lại. Mất thăng bằng, cậu lôi ngã sấp mặt xuống hành lang. Con cái nhà ai mà vô văn hóa thế? Sở bắc khẽ lắc đầu rồi cất giọng không vui. Long Tam cười trừ rồi vội giải thích, cậu sở, đây là Lôi Minh, cháu của Lôi Trấn. Lôi Trấn là một trong những người thành lập nên Long Hổ môn. Mười mấy năm trước, ông ta cũng rất có tiếng ở Tân Hải. Vì tính tình nóng nảy, hở chút là động tay động chân nên được người ta gọi là ông Lôi. Năm xưa, ông ta bị kẻ thù tính kế rồi chặt đứt mất ba ngón tay. Xong, ông ta vẫn nhịn đau rồi một mình đánh lại sáu người và xử lý hết toàn bộ kẻ thù. Chương 332 mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc ánh mắt hắn nhìn sở bắc sắp phun ra lửa. Thằng khốn kia, mày dám đánh tao à? Có biết bố mày là ai không hả? Sứt lời, hắn lại nhìn sang Long Tam. Long Tam, anh không thấy tôi bị đánh sao? Còn ngây ra đó làm gì? Bẽ gãy tay nó cho tôi mau. Long Tam chẹp miệng, cảm thấy bất lực. Rõ ràng là tên lôi minh này ra tay trước mà. Do mình vô dụng, giờ còn trách ai? Cậu lôi, cậu nói vừa thôi. Long Tam, anh nói thế là có ý gì long tam tốt bụng nhắc hắn một câu song chẳng những hắn không cảm kích mà còn trợn trừng mắt lên anh giỏi lắm long tam anh trở mặt với người nhà để giúp người ngoài chứ gì ông tôi đang ở trên tầng đấy có tin tôi vù lôi mình đang mắng chửi một cách khí thế thì chợt có một cơn gió tập kích tới giác thậm chí đến long tam cũng chưa kịp phản ứng lại thì ngay sau đó đã có tiếng xương gãy vang lên a à, tay tôi ngay sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Lôi Minh. Hắn đau đến mức mặt mày méo mó. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Sở Bắc chỉ vung cây gậy trúc lên đã bẻ gãy hai tay của Lôi Minh. Đây là cái giá phải trả cho việc không giữ mồm giữ miệng. Sở Bắc hờ hững liếc Long Tam. Anh nên khuyên nhủ cậu ta, nếu còn lần sau thì phải trả giá bằng mạng sống đấy. Dứt lời, Sở Bắc đi thẳng lên trên. Long Tam lau mồ hôi, nhưng không rảnh để ý đến lôi minh, mà chạy theo sở bắc ngay. chương 333, cho nên các vị bình tĩnh nghe anh ấy nói đã. Các vị, 5 năm, năm rồi, tôi mới có dịp hẹn mọi người đến đây. Vương Khôn đứng ở vị trí trung tâm, sau đó nhìn các lão cáo giả ở bên dưới rồi cảm thán. Năm xưa, chúng ta cùng nhau gây dựng môn phái ở Tân Hải, có phúc cùng hưởng, có hỏa cùng chia. Bây giờ giai đoạn ấy đã qua, những người trẻ lên ngôi rồi ai cũng phải già thôi chú vương chú nói gì thế vương khôn vừa nói dứt câu một ông lão nhiều tuổi hơn ông ta chợt mỉm cười lắc đầu chỉ cần chúng ta còn sống thì vẫn thừa sức tạo dựng lại mọi thứ có gì đâu mà chú phải phức tạp hóa lên thế nghe thấy thế vương khôn bật cười đúng là anh lôi có khác vương khôn tôi phục sát đất được rồi đừng vòng vo tam quốc nữa ông lôi liếc nhìn vương khôn sau đó dùng hai ngón tay còn lại trên bàn tay phải để rút một điếu thuốc ra châm. Chú đột nhiên về đây rồi gọi chúng tôi tới làm gì? Đừng nói là rảnh rỗi sinh nông nổi nhé. Nghe thấy thế, các lão cáo già khác lập tức liếc nhìn. Đúng đấy anh Vương, dù chúng ta đã già, nhưng một khi ra tay thì đám trẻ chưa chắc đã phải là đối thủ đâu. Chuẩn, năm xưa chúng ta có thể náo loạn Tân Hải thì bây giờ cũng thế. Những người khác cũng lên tiếng hùa theo làm căn phòng nhốn nháo. Vương Khôn không nói gì nữa, mà nhìn sang Mạc Thư Vân. Mạc Thư Vân cười khổ một tiếng rồi lập tức đứng dậy. Các vị, xin hãy trật tự. Thấy những người khác đã im lặng, bấy giờ Mạc Thư Vân mới nói tiếp. Anh Vương đương nhiên biết các vị vẫn có trí anh hùng, nhưng sao anh ấy nhẫn tâm làm phiền cuộc sống yên bình của các vị chứ? Cho nên các vị bình tĩnh nghe anh ấy nói đã. Trường 334 nhưng sự thật luôn rất tàn khốc. Nghe thấy thế, những người khác cũng gật đầu. Đúng đấy anh Vương, hôm nay mọi người tề tựu đông đủ, chắc chắn sẽ bắt Long Tam giải thích cho anh rõ ràng. Mạc Thư Vân vỗ vai Vương Khôn với vẻ đồng cảm. Long Tam chiếm giữ ở Tân Hải đã lâu, thế lực đã cắm rễ ở đây. Dù Vương Khôn vẫn còn quyền thế, nhưng nếu không có thêm người ủng hộ thì chưa chắc đã làm gì được Long Tam. Ông ta gọi Mạc Thư Vân cũng chỉ để tăng sức mạnh cho lời nói thôi. Đúng đấy anh Vương tôi sẽ gọi long tam đến đây nhất định sẽ bắt cậu ta giải thích rõ ràng với chú ông lôi nói là làm lập tức đứng dậy mạc thư vân vội vàng cản lại chuyện nhỏ nhặt thế này để tôi làm là được rồi nếu long tam không biết điều tôi sẽ xử lý ngay mạc thư vân vỗ ngực nói vậy phiền chú mạc rồi ha ha chuyện nhỏ mà anh mạc thư vân mỉm cười xua tay vừa định quay người thì cửa phòng bao đã vang lên tiếng gõ chắc là Long Tam đến đây, các vị cứ yên tâm, tôi sẽ dạy cho cậu ta một bài học. Mạc Thư Vân mỉm cười rồi lập tức đi ra mở cửa. Ngay sau đó, ông ta đã nhìn thấy Long Tam. Long Tam đấy à, sao giờ mới tới? Là lớp người sau, cậu không thấy làm vậy là mất lịch sự à? Mạc Thư Vân chắp tay sau lưng rồi cất giọng dạy dỗ. Mau vào rồi chào mọi người đi, không thì tôi. Thấy Long Tam im thiên thiết, Mạc Thư Vân thầm đắc ý. Hừ, đại ca của Long Hổ môn thì sao chứ? Vẫn kém ông ta thôi. Vương Khôn đúng là chỉ được cái chuyện bé xé ra to. Trong lúc đắc ý, ông ta chợt liếc nhìn tới một phía. Ngay sau đó, cả người đã cứng đờ. Ông ta hoảng hốt như nhìn thấy ma quỷ. Chương 335, ồn ào quá. Chú Mạc, chú sao thế? Thấy Mạc Thư Vân bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhóm Vương Khôn cau mày lại đến long tam cũng không hiểu rốt cuộc mạc thư vân bị làm sao còn mạc thư vân thì chỉ muốn tìm kẽ hở nào để vùi đầu xuống ngay lập tức đừng bảo là nói chuyện đến hít thở ông ta cũng phải làm thật nhẹ nhàng như thể sợ sở bắc sẽ phát hiện ra mình vương khôn cau mày không để ý đến mạc thư vân nữa khi nhìn thấy long tam ông ta lạnh mặt ngay long tam sao giờ cậu mới tới có phải cậu không coi tôi ra gì không những người khác cũng hít mắt lại nếu là người khác có lẽ đã sợ mất mật khi nhìn thấy những ánh mắt hung dữ này nhưng long tam không trả lời thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ gã quay người rồi làm động tác mời với sở bắc cậu sở mời cộc cộc tiếng gậy trúc vang lên bấy giờ nhóm vương khôn mới nhìn thấy sở bắc ở sau lưng long tam anh chống dậy rồi chậm rãi đi vào phòng long tam đi trước rồi đích thân kéo ghế cho anh Long Tam, cậu đang làm gì vậy? Thấy sở bác đã ngồi yên vị, những người khác càng nhíu chặt hàng lông mày lại hơn. Này Long Tam, cậu đã đến muộn rồi còn dẫn một người mù dở đến đây, tưởng mình là đại ca của Long Hổ Môn rồi nên không còn coi chúng tôi ra gì nữa đúng không? Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé, đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Ông lôi đập bàn rồi trừng mắt lườm Long Tam. Đúng đấy Long Tam, cậu phải giải thích rõ với chúng tôi, còn nữa, Mau đuổi thằng mù này đi ngay. Những người khác cũng tỏ thái độ bất mãn. Sở Bắc cũng đang thấy bực mình. Chỉ có Mạc Thư Vân là đứng nép vào một xó. Ông ta định lên tiếng nhắc nhở mọi người nhưng lại không dám, mà bỏ đi thì cũng không xong. Bây giờ, ông ta đang thầm chửi bới Vương Khôn. Vương Khôn chán sống thì thôi, sao còn kéo ông ta chết chung chứ? Chương 336, giỏi lắm, hóa ra là thằng nhãi này. Hừ. Tao không cần biết mày là ai, nhưng chưa đến lượt mày lên tiếng ở đây đâu, mau cút ngay." Ông Lôi trợn mắt rồi tức giận quát tháo. "Hình như tôi không nói chuyện với ông thì phải." Sở bác chậm rãi ngẩng đầu lên rồi cất giọng lạnh lùng. "Hừ, thế thì sao? Tao thích nói thì nói đấy, còn cần mày cho phép nữa à?" Lôi chấn, "Hừ." Sở Bắc cười nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, người xưa nói cấm có sai bao giờ người bị thuộc hạ của tôi ném qua cửa sổ lần trước đã chết chưa long tam xứng người rồi cười khổ lắc đầu chưa ạ à, thưa cậu sở nhưng long tam chưa nói hết câu vì hoàng đình đã bị liệt nửa người sở bắc khẽ gật đầu chưa chết thì tốt nếu người này còn nói thêm câu nào nữa thì ném xuống dưới cho tôi long tam thầm cười khổ rồi gật đầu cho xong chuyện mày ông lôi bốc hỏa lên đầu chuẩn bị bùng nổ nhiều năm qua chưa từng có ai dám hỗn hào với ông ta như vậy bụp ngay sau đó cửa phòng bao lại bị đẩy mở tiếng khóc lóc lập tức vang lên ông ơi ông ơi may quá cháu tìm được ông rồi ông phải trả thù cho cháu lôi mình buông thóng hai tay mồ hôi chảy mướt mặt mà cũng không thể lau được a à minh tay cháu sao thế này là kẻ nào làm thấy hai tay của cháu mình như đã bị phế lôi chấn vô cùng phẫn nộ Ai cũng biết Lôi Minh là cháu trai mà ông ta yêu chiều nhất. Những người khác thấy vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc. mươi 337 không ai biết Lôi Trấn sống chết ra sao. Ngay sau đó, những người khác còn chưa có phản ứng gì. Lôi Trấn đã cầm bình rượu lên, toàn đập vào đầu sở bắc. Chết đi! Lôi Trấn hét lên, dù tuổi tác đã cao, nhưng ông ta vẫn rất khỏe. Thấy chai rượu sắp rơi xuống, sở bắc khẽ lắc đầu anh chống cây gậy trúc trong tay xuống đất. Cộc, chai rượu chợt vỡ tan rồi bắn tung tóe vào người lôi chấn. Trong lúc ông ta còn đang sướng sờ, sở, sở bắc đã giơ gậy lên chọc vào ngực ông ta. Lôi chấn chỉ thấy toàn thân mình nhẹ bẫng. Sau đó, ông ta đã bay ngược về phía sau. Trùng hợp sao lại bay đúng về phía cửa sổ? Không, lôi chấn ngớ người rồi hét lớn lên trong tuyệt vọng. Ngay sau đó, ông ta đã biến mất khỏi phòng bao những lão già khác sợ đến mức đứng bật dậy nhưng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của lôi trấn bịch tiếng vật nặng rơi xuống đất một tiếng động giống hệt lần trước không ai biết lôi trấn sống chết ra sao còn sở bắc vẫn ngồi yên trên ghế như thể tất cả những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ không liên quan đến anh hả cả phòng bao lập tức im thiên thít mọi người đều há hốc miệng với vẻ khó tin đến long tam và mạc thư vân còn đang không ngừng lau mồ hôi lạnh Ông, ông ơi. Một lúc sau, Lôi Minh mới là người phản ứng lại đầu tiên. Hắn đứng trước cửa sổ ngây ngẩn nhìn xuống dưới. Chương 338, xin cậu tha cho tôi một mạng. Nhưng tay hắn đã bị phế, hơn nữa còn đang run rẩy vì sợ hãi. Vì vậy chỉ có thể lết chậm chậm ra ngoài như một con bò. Bây giờ, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đến khi Lôi Minh đi rồi, nhóm Vương Khôn mới phản ứng lại nụ cười trên mặt họ đã biến mất thay vào đó là sự khiếp sợ cậu bạn trẻ không biết cậu tìm tôi có việc gì vương khôn dè dặt lên tiếng cách xưng hô cũng thay đổi hẳn sở bắc không trả lời mà nhoẻn miệng cười như có như không ông nên giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây đi chứ hả câu nói bâng quơ ấy khiến nhóm vương khôn phải cau mày rồi đưa mắt nhìn nhau vương khôn đang định lên tiếng thì bụp mạc thư vân trốn trong góc đã quỳ xuống toàn thân ông ta không ngừng run rẩy chú mạc sao thế vương khôn ngẩn ra sao tự nhiên mạc thư vân lại quỳ xuống thế kia dưới đất lạnh lắm mau đứng dậy đi nói rồi ông ta định tiến lên đỡ mạc thư vân dậy mặt mạc thư vân cắt không còn một giọt máu ông ta nhìn vương khôn như chỉ muốn giết chết đối phương ông ta cứ ngỡ sở bắc sẽ không biết mình ở đây ai dè chạy trời không khỏi nắng cậu sở, tôi, tôi. Mạc Thư Vân lắp bắp, nói không nên lời. Chỉ một câu giải thích thôi cũng khiến mặt ông ta tái nhợt. Ông nghĩ tôi nên phạt ông thế nào bây giờ? Sở Bắc phát chéo chân rồi cất giọng thở ơ. Trường 339 rốt cuộc Mạc Thư Vân bị làm sao vậy? Vương khôn ngẩn ra. Ông ta và Mạc Thư Vân khá thân thiết nên rất hiểu tính cách của nhau. Mạc Thư Vân là một người rất sĩ diện. Trên đời này, Mạc Thư Vân coi trọng nhất là thể diện sau đó mới tới tiền tài và mạng sống nhưng ông ta không ngờ một mạc thư vân ưa sĩ diện như vậy lại bị một người thanh niên trẻ dọa cho thành thế kia đến long tam đang đứng đối diện với vương khôn cũng thấy ngạc nhiên long tam vốn nghĩ mình hơi bị đề cao sở bắc này song bây giờ gã mới thấy thực chất mình đã đánh giá thấp thực lực của anh chỉ với một câu nói của anh mà mạc thư vân đã khúm núm thế kia nếu anh muốn giết gã chắc chỉ cần động ngón tay là xong Nghĩ đến đây, lòng tam vô thức toát mồ hôi hột. Sau đó nghĩ thầm, nguy hiểm quá. Biết thế sao còn làm. Sở bắc hít mắt rồi cất giọng bình thản. Trong ngày hôm nay, ông phải giao nộp toàn bộ tài sản của mình cho tập đoàn Bắc giã, sau đó biến khỏi Tân Hải, không bao giờ được quay lại nữa. Bụp, toàn thân Mạc Thư Vân mềm nhũn, sợ đến mức ngồi thụp xuống. Sở bắc nói vậy có khác nào tuyên bố tử hình với ông ta đâu tích góp bao năm bị hủy trong chốc lát cảm ơn cậu sở tôi sẽ đi làm ngay ạ à? nhưng may phút sao ông ta vẫn giữ được mạng sống mạc thư vân vội vã cảm ơn rồi lừ mắt lườm vương khôn sau đó lập tức bỏ đi dáng vẻ nhếch nhác không khác gì chó nhà có tang gì vậy trời vương khôn và những người khác đều trợn mắt há mồm đến giờ phút này họ cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra rốt cuộc mạc thư vân bị làm sao vậy Chàng trai trẻ, rốt cuộc cậu là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải. Vương khôn nghiêm mặt rồi nhíu mày. bốn 340, lẽ nào chính cậu đã giết A Hổ? Dẫu sao, ông ta cũng có công lớn trong việc gây dựng nên Long Hổ Môn. Tôi biết mà chú khôn. Long Tam khẽ gật đầu nói, nhưng tôi không liên quan gì tới cái chết của A Hổ cả. Sao? Vương khôn cau mày, lập tức tỏ thái độ bực dọc. Long Tam, năm xưa tôi đã nói với cậu thế nào tôi cho cậu ngồi vào vị trí này mà cậu báo đáp tôi thế đấy à a hổ bị giết cậu không tìm hung thủ thì thôi lại còn giấu tôi cậu làm thế mà coi được à vương khôn tức tối đập bàn gân xanh trên trán nổi hết cả lên mấy ông lão ở sau lưng ông ta cũng nhíu mày họ dè chừng nhìn sang sở bắc rồi không hẹn mà cùng im lặng long tam tôi chỉ ở lại tân hải ba ngày thôi Vương Khôn hừ một tiếng rồi giơ ba ngón tay lên. Trong thời gian này, nếu cậu không tìm được hung thủ thì đừng có trách. Dứt lời, ông ta quay sang quan sát Sở Bắc. "Cậu bạn trẻ, chúng ta coi như không đánh không quen biết, hay mọi người cùng nâng ly rồi bỏ qua chuyện ngày hôm nay nhé. Cậu thấy sao?" Vương Khôn không phải người ngu dốt, ông ta có thể nhìn ra Sở Bắc không phải người đơn giản. "Kết bạn chứ không nên kết thù. Còn lôi chấn, chết rồi thì thôi vậy." Xong sở bắc vẫn im lặng anh chỉ nở một nụ cười sâu xa và khinh bỉ vương khôn gặp phải đối thủ dù trong lòng rất tức tối nhưng vẫn phải cố nhịn ông ta lại ngoảnh sang long tam thấy gã vẫn đứng im thì nổi giận đùng đùng quát cậu còn đứng được ra đấy à mau đi xử lý công việc đi long tam hé miệng nhưng vẫn đứng im tại chỗ tôi nghĩ không cần đâu giọng nói hờ hững vang lên cuối cùng thì sở bắc cũng chịu lên tiếng cậu nói vậy là sao Vương Khôn cau mày rồi nhìn Sở Bắc. Sở Bắc mỉm cười nói, vì người ông cần tìm xa tít chân trời, gần ngay trước mắt. Vương Khôn ngẩn ra, sau đó như nghĩ ra điều gì, ông ta lạnh mặt. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 340.